Chú bị sao vậy? Chú sơ ý bị té thôi mà. Chú mà tới sớm á là nãy con chở chú đi bệnh viện luôn rồi. Sẵn nãy con chở ông chủ tịch cho chú quá gian đi chung, đi tới trung tâm giám định gì đó cũng tiện đường. Ông chủ tịch ông đi, ông chủ tịch đi trung tâm giám định xét nghiệm gì đó con cũng không đành nữa, mà nó nằm ngay bệnh viện công ty mình thường khám, cũng tiện đường mà chú. Chủ tịch à, tôi nghĩ ông đừng có nên coi. Chú đi ra ngoài đi. Đưa đi. Ông đi ra chỗ khác, tôi đã nói ông đừng đến coi mà. Trả cho tôi. Đi ra đi. Ông không coi cái này được. Chú. Em à, ADN. 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 Vậy là chú tôi. Bà làm cái gì vậy? Bà đi cho tôi. Đưa đây. Đưa cho tôi. Đưa tôi. Không được. Đưa tôi. Không được. Con. Bà. Bà. Bà ơi bà. Bà ơi bà. Tỉnh dậy đi bà. Ba mẹ làm tất cả những điều này chỉ vì con bà thôi. Ông không phải là bà của tôi. Bảo. Không bao giờ. Ba. Ba ơi ba. 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 Tỉnh dậy đi ba. Sao vậy nè? Mẹ gọi cấp cứu đi. Mọi người đâu hết trơn rồi. Mẹ. 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 Con sẽ cứu thương cho ba. Đến phút cuối nhận ra tim anh rung động vì yêu thương vỡ hoa. Chính vì em ngây thơ khiến anh ngộ nhận chuyện tình đôi ta như là giấc.